Chuyển sang thông tin khác, bằng nhiều biện pháp tích cực trong thời gian qua, Kho 661 Cục xăng dầu Tổng cục Hậu cần đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, hiệu quả, đảm bảo an toàn trong phòng chống cháy nổ và góp phần bảo vệ môi trường trong lành cũng như sức khỏe của bộ đội. Kho 661 đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá và duy trì hoạt động hiệu quả, triển khai làm mới nhiều biên bản tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn, tọa đàm có chủ đề về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của con người, luật phòng chống tác hại của thuốc lá, các quy định của chính phủ, quân đội và đơn vị về cấm hút thuốc lá, đặc biệt tuyên truyền để cán bộ nhân viên hiểu rõ nguy cơ mất an toàn cháy nổ khi hút thuốc trong đơn vị thực hiện nhiệm vụ chứa chữ cấp phát xăng dầu. Với việc làm tốt công tác tuyên truyền vận động, giáo dục, đến nay không còn cán bộ nhân viên trong đơn vị hút thuốc lá. Một số đồng chí sau thời gian dài hút thuốc đến nay đã tự bỏ hiệu quả từ phong trào nói không với thuốc lá không chỉ giúp kho 661 xây dựng được môi trường sống làm việc trong lành mà còn góp phần đảm bảo an toàn kho xăng dầu